Lại tiếp tục xuất đơn trong cái buổi chiều ngày 23 tháng 10 này. Và những con âm ly và những cái đôi loa cái là 1-2 đã lên được. Đấy, hôm qua thanh lý có một số sản phẩm thì đã có những cái bác khách hàng đến lấy nhá. Nay hàng này em đi xe con em chở ra cho người ta. Bởi vì tí nữa lại có một xe bưu điện người ta vào chở tiếp. Đây. Trước đây là chỉ có một mấy sản phẩm thôi nhé bác nhé. Đấy, những cái đôi loa cây là hai bên em vẫn đang có cái giá rất là tốt cho các bác nha. Đấy, giá rất là tốt cho tất cả mọi người nhé. Đấy, những cái cặp thông báo với các bác đó là FX30 Plus đã về được hàng. FX30 Plus về được hàng và con đẩy ST 4100 1000W một cây. Bao nhiêu hàng về rất là nhiều nên là em sẽ có video sớm nhất về cái sản phẩm này nha. Cảm ơn các bác đã xem hết video nha và xin chào và hẹn gặp lại.